Thưa quý vị, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 69 năm, đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị. Ghi nhớ lời huấn thị của Bác, những người làm công tác dân vận vẫn không ngừng nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp hay, những cách làm hiệu quả để đem lại những giá trị thiết thực cho người dân. Hãy cùng chương trình Những Câu Chuyện Đẹp ngày hôm nay gặp gỡ một điển hình dân vận khéo đã có những đóng góp tích cực cho phong trào chăm lo cho người nghèo tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Có một nơi ổn định, đó là mơ ước của gia đình anh Nguyễn Thanh Xuân ở ấp 7 xã Lê Minh Xuân từ nhiều năm qua. Thế nhưng, ước mơ đó khó có thể thực hiện được bởi gia đình anh rất khó khăn. Bản thân anh bị bệnh động kinh, không có việc làm ổn định. Nắm bắt được nguyện vọng của gia đình, cô Lan đã tìm đến. Thông qua sự hỗ trợ vận động, góp sức của nhiều mạnh thường quân, Hội Nông dân xã Lê Minh Xuân đã trao cho anh một căn nhà tình thương, đồng thời hỗ trợ vốn giúp gia đình anh vươn lên thoát nghèo. Riêng với Ánh Thu, ngay từ khi bước chân vào giảng đường trường Đại học Ngoại ngữ và Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, Thu đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ của hội khuyến học xã, đặc biệt là cô Như Lan. Thấu hiểu được sự khó khăn của gia đình, nhất là khoản học phí của Ánh Thu, hội khuyến học xã Phạm Văn Hai đã quyết định trao cho Thu suất học bổng trị giá 5 triệu đồng một năm, kéo dài đến hết 5 năm đại học. Từ năm cấp 3 thì học phí của em thì cũng là khá nặng rồi, nhưng mà ba mẹ em có thể trang trải được. Nhưng mà từ khi mà em trúng tuyển đại học á, thì cái học phí nó ngày càng cao hơn, nó gấp đến 2-3 lần, cho nên nhà em cũng không thể nào mà chi trả hết được. Nhưng mà may mắn là hội khuyến học và bên đoàn xã đã tạo cơ hội cho em được nhận cái học bổng khuyến học này, cho nên em và gia đình em đã có khả năng chi trả được học phí và cho em tiếp tục đi học đó, và đã tạo và nhờ đó cũng là động lực để thúc đẩy em tiếp tục học tập và cống hiến cho xã hội ạ. Trao nhà tình thương, trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học là một trong rất nhiều hoạt động từ thiện xã hội mà cô Trần Thị Như Lan, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh đã thực hiện hơn 20 năm qua. 10 năm trước, khi còn là Chủ tịch Hội Nông dân xã Lê Minh Xuân, người phụ nữ này đã không ngại khó, nhiệt tình giúp đỡ và giới thiệu cho 1.600 hội viên vay vốn để trồng mía, mua máy xe nhang, vay chăn nuôi bò, đồng thời vận động thành lập một làng nghề nhang và 5 tổ hợp tác xã trồng rau sạch, với số tiền thực hiện trên 13 tỷ đồng, góp phần cùng địa phương hoàn thành tốt tiêu chí hộ nghèo về xây dựng nông thôn mới. Dạ thưa cô, được biết là không chỉ dừng lại ở việc là giúp đỡ cho các hội viên nông dân vay vốn, trồng rau, chăn bò. Cô còn tiếp tục với các công tác của hội khuyến học. Hồng Hạnh nghĩ là ở tuổi này chắc hẳn là cô cần thời gian dành riêng cho bản thân mình để nghỉ ngơi như bao người khác. Nhưng mà cô lại tiếp tục công việc này sau khi nghỉ hưu. Thì tại sao cô lại có suy nghĩ đó ạ? Là tôi thấy là vừa là cán bộ là công tác dân vận, vừa là tôi cũng được là nhà nước cũng hỗ trợ cho những cái lớp đào tạo, cho nên làm công tác là dân vận, cho nên tôi thấy là như vậy. Và những bà con ở trong cái hội viên nghèo của xã Lê Minh Xuân cũng như xã Phẩm Hai thì còn rất là nhiều hộ nghèo, cho nên tôi thấy vậy, cho nên tôi vẫn tiếp tục làm để giúp đỡ cho cái công tác. Dạ thưa cô, được biết thì từ khi cô là Chủ tịch Hội Khuyến học, cô cũng đã vận động được các mạnh thường quân trao được hơn 70 suất học bổng, tổng trị giá lên đến hơn 100 triệu đồng. Và đây quả là một cái số tiền không hề nhỏ. Vậy thì cô đã làm cách nào để có thể gắn kết mọi người lại với nhau, để mọi người cùng đồng lòng hỗ trợ cho các em học sinh nghèo hiếu học như vậy ạ? Thứ nhất là mình phải có cái công tác đó là phải vận động. Thì khi mà đến vận động của các mạnh thường quân á, thì tôi cũng nói là để chăm lo cho những em học sinh á, là nghèo, yếu học ở trên địa bàn, khu dân cư của xã Phẩm 2. Thì khi á, mà tổ chức trao học bổng á, thì tôi có mời tất cả những cái mạnh thường quân mà đã hỗ trợ cho là tôi để làm tốt cái công tác mà chăm lo cho mấy em học sinh nghèo. Thì cô tôi tổ chức các mạnh thường quân người ta hỗ trợ ban đầu, người ta hỗ trợ chỉ có 2 triệu, 3 triệu. Nhưng sau đó mấy chị hỗ trợ đến từ là 10 triệu đến 15 triệu. Bởi vì là tôi tổ chức cái công tác khuyến học này là cho các em đúng đối tượng, cho mấy em nghèo, là mấy em mồ côi cha hoặc mẹ.
có những em á, là học sinh giỏi rất nhiều năm, mà mấy em á, hiện nay giờ nó có nguy cơ cái là mấy em nằm trong hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ nửa chừng nó bị bệnh, cho nên á, là mấy em được hưởng như vậy để mấy em đến trường. Thì á, mấy mạnh thường quân thấy những cái hoàn cảnh đó thích đáng, cho nên người ta làm mỗi lúc mỗi là nhiều hơn để giúp cho bên hội khuyến học của xã Phạm Hai làm tốt cái công tác khuyến học. Tuy là ở cao tuổi nhưng mà cô rất là nhiệt tình trong công tác, làm việc rất là trách nhiệm, và trong công tác vận động quần chúng thì cô luôn luôn tích cực đi đầu để vận động, đặc biệt là trong các cái phong trào thi đua của địa phương, nhất là cái phong trào mà xây dựng xã hội học tập, cộng đồng học tập và gia đình học tập, thì cô Lan luôn luôn lúc nào cũng tích cực đi cơ sở để nắm bắt tình hình và vận động thuyết phục hội viên của mình tham gia hỗ trợ cho quỹ khuyến học của xã. Như trong những năm qua thì cô mới công tác hội khuyến học 2 năm, nhưng mà cái phong trào khuyến học của xã thì cũng được huyện hội đánh giá là một trong những xã ở top đầu của huyện trong cái công tác khuyến học, khuyến tài. Dạ thưa cô, nãy giờ với những gì mà cô chia sẻ thì Hồng Hạnh nhận thấy được là bất cứ một công tác nào, đặc biệt là công tác dân vận thì chắc chắn là cần phải có cái tâm ở trong đó. Thì cô có những cái suy nghĩ như thế nào ạ? Công tác dân vận là mình phải nói và đi đôi với làm, phải chăm lo cho đúng đối tượng, để chăm lo cho dân nghèo, để mà có cuộc sống ổn định, để người ta xây dựng với đất nước chúng ta mỗi ngày mỗi giờ đẹp lên. Và cái cũng là một cái cốt để mà cho họ góp sức mình để xây dựng cái nông thôn mới cho cái xã nhà chúng ta. Vâng ạ, Hồng Hạnh xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của cô, và Hồng Hạnh cũng chúc cho cô Lan sẽ có được nhiều sức khỏe để thực hiện tốt hơn nữa và ngày càng có nhiều hoạt động để giúp ích cho xã hội. Xin cảm ơn cô. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Những Câu Chuyện Đẹp kỳ này. Và quý vị đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình Những Câu Chuyện Đẹp là vào lúc 21 giờ tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV9. Thân ái chào tạm biệt quý vị.